Ba cốc nước cứu mạng trong ngày ai cũng nên biết để uống cho đủ. Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, trong y học cổ truyền Ayurveda Ấn Độ, uống nước đủ là một yếu tố quan trọng bậc nhất quyết định tình trạng sức khỏe tổng thể. Nhờ nước mà năng lượng, chức năng não được đảm bảo, đồng thời giúp giảm táo bón, thải trừ các chất thải, chất độc, hỗ trợ tiêu hóa và cuối cùng là có tác dụng làm đẹp da. Uống nước không đơn thuần chỉ là thói quen trong ngày mà còn là hành động quyết định tình trạng sức khỏe, thậm chí là trong nhiều tình huống nó còn giúp phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Ngày hôm nay, chương trình xin gửi tới quý vị 3 cốc nước cứu mạng trong ngày. Mời quý vị cùng theo dõi. 3 cốc nước cứu mạng trong ngày ai cũng nên biết để uống cho đủ. 1. Uống ngay sau khi ngủ dậy, cải thiện chức năng tuần hoàn, điều hòa nhu động ruột. Theo chuyên gia dinh dưỡng Stella Metsovas, đồng thời là chuyên gia sức khỏe của chương trình khoa học thực phẩm và dinh dưỡng của Mỹ cho biết, uống nước ấm ngay sau khi ngủ dậy rất tốt, điều này giúp điều hòa nhu động ruột tốt hơn. Một cốc nước ấm vào buổi sáng có thể giúp làm sạch cơ thể khỏi độc tố, chống lão hóa hiệu quả do nước ấm có thể giúp sửa chữa các tế bào da, giúp làm tăng độ đàn hồi cho da của bạn. Thường xuyên uống nước ấm vào buổi sáng cũng sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố, chẳng hạn như cặn mỡ lắng đọng trong hệ tuần hoàn, từ đó cải thiện chức năng tuần hoàn của máu, giúp cơ thể được thư giãn và được tưới máu tốt hơn. Thêm vào đó, tiêu thụ nước ấm vào buổi sáng cũng giúp loại bỏ chất thải hiệu quả, tăng cường hoạt động trao đổi chất và giảm cơn đói. 2. Trước khi đi ngủ 1 đến 2 giờ, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Hơn 70% cơ thể người được tạo thành nhờ nước, nếu thiếu đi thì máu sẽ trở nên cô đặc, dính lại, khiến lưu thông máu bị ảnh hưởng. Nhất là khi con người ngủ một lúc 7 đến 8 tiếng liên tục thì cơ thể vẫn bị mất nước do hít thở và đổ mồ hôi. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard, khoảng thời gian từ 6 đến 9 giờ sáng là lúc mà nhiều người đã tử vong vì nhồi máu cơ tim và đột quỵ do mất nước. Các chuyên gia khuyên nên bổ sung nước cho cơ thể trong khoảng 1 đến 2 giờ trước khi ngủ. Duy trì thói quen này sẽ giúp giảm nguy cơ bị tắc nghẽn mạch máu trong đêm. Không những vậy, uống nước ấm vào buổi tối còn có tác dụng thư giãn và làm thuyên giảm các cơn đau. Không chỉ ở vùng bụng, nước ấm giúp làm dịu các cơn đau đầu, giảm nghẹt mũi và ở nhiều khu vực khác. Ngoài ra, uống nước ấm trước khi ngủ còn làm ấm cổ họng, giúp cổ họng dịu đi khi bị tích tụ chất nhầy. 3. Uống nước trước bữa ăn 30 phút, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp giảm cân. Ai trong chúng ta đều biết rằng thói quen ăn uống vô tội vạ và béo phì là nguyên nhân của vô số căn bệnh mãn tính như tiểu đường, ung thư, cao huyết áp. Để phòng tránh điều đó, không gì tốt hơn việc điều chỉnh thói quen ăn uống cũng như hạn chế việc nạp quá nhiều thức ăn vào cơ thể trong một lúc. Tuy nhiên, nhiều người lại cảm thấy vô cùng thèm ăn. Họ rất khó để hạn chế nguồn thực phẩm mà mình muốn tiêu thụ. Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia khuyên rằng bạn nên uống 300ml nước ấm trước bữa ăn nửa tiếng. Thói quen này giúp bạn cảm thấy no hơn và tránh ăn quá nhiều trong bữa ăn. Đồng thời, việc uống nước trước bữa ăn cũng sẽ giúp bạn tăng cường trao đổi chất, từ đó hệ tiêu hóa sẽ xử lý thực phẩm một cách trơn tru và nhanh chóng, hạn chế nguy cơ tích mỡ. Đặc biệt, đối với người có vấn đề về dạ dày như bị ợ nóng hay loét, nước có thể hòa tan bicarbonate trong dạ dày, khiến nó trở thành chất đệm cho axit dạ dày đi qua niêm mạc, gây ra tình trạng đau đớn. Nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể của chúng ta, do vậy bạn nên uống đủ nước mỗi ngày. Có nhiều loại nước uống tốt cho sức khỏe bạn có thể thay đổi đa dạng hàng ngày để phù hợp với nhu cầu bản thân như thanh nhiệt, giải khát hoặc tăng cường sức khỏe, v.v. Dưới đây là top những loại nước uống được các chuyên gia khuyên dùng hàng đầu. 1. Sữa tươi. Sữa tươi giàu canxi là nước uống tốt cho sức khỏe của nhiều người. Thức uống này phù hợp với cả người già và thanh niên, trung niên. Tuy nhiên, nếu bạn không dung nạp được lactose hoặc dị ứng sữa bò thì không nên dùng. Tuyệt đối không cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ uống sữa tươi. Ngoài canxi, thực phẩm này còn chứa vitamin và các khoáng chất khác như magie, phospho, v.v. Nếu sử dụng hợp lý, bạn sẽ thấy hệ xương và răng của mình chắc khỏe lên, da sáng đẹp, cơ thể khỏe mạnh.
Sữa tươi được sản xuất đóng hộp và rất dễ uống. Bạn có thể dùng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng ngay khi mới thức dậy hoặc lúc bụng đói lại có thể gây lạnh bụng, dẫn đến tiêu chảy. 2. Nước dừa cho sức khỏe. Nếu bạn chưa biết uống nước gì tốt cho sức khỏe, thì câu trả lời chính là nước dừa. Khoa học đã nghiên cứu và tìm ra trong nước dừa có các thành phần điện giải tự nhiên, bao gồm nhiều khoáng chất tồn tại ở dạng ion như K+, Mg+, Natri+, v.v. Nó mang đến các giá trị đặc biệt cho cơ thể người uống như cân bằng điện giải, bảo vệ và tăng cường các hoạt động lưu thông máu đến từng bộ phận, tốt cho các bộ phận của hệ tiêu hóa và hệ thần kinh, nâng cao hệ miễn dịch nếu uống đều đặn hàng tuần. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng nước dừa còn có khả năng hỗ trợ giảm cân vì nó không chứa nhiều đường và calo. Nếu bạn uống nước này thay cho sinh tố, có thể giữ dáng tốt hơn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, không phải ai cũng uống được nước dừa. Nếu có hiện tượng tiểu đường, huyết áp thấp hoặc hay đi ngoài lỏng nên hạn chế dùng. 3. Nước lọc đun sôi là nước tốt cho sức khỏe. Bạn có biết trong danh sách các loại nước uống tốt cho sức khỏe có cả nước lọc đun sôi? Đây là loại nước vừa sạch, vừa chứa một phần ion do nhiệt độ cao làm đứt gãy liên kết của phân tử. Loại nước này không còn tạp chất, khuẩn hại, nó có thể giúp người uống đào thải độc tố, tăng khả năng trao đổi chất và cấp ẩm da. Tuy nhiên, cách lọc thô và đun sôi không giúp bạn loại bỏ kim loại nặng hoặc hóa chất độc hại. Vì vậy, bạn nên chọn cách lọc tinh khiết trước khi đun sôi. Nước đun sôi chỉ nên uống trong vòng 24 giờ đầu, hạn chế việc đun lại nhiều lần. Bạn nên uống nước đun sôi để ấm là tốt nhất. Nếu dùng khi uống thuốc tây, cần để nguội hẳn. Không nên pha nước đun sôi với nước đá vì nó có thể gây tái nhiễm khuẩn nhanh chóng. 4. Nước khoáng. Là nước uống đóng chai tốt cho sức khỏe, nước khoáng được bày bán rất nhiều trên thị trường. Bạn rất dễ để tìm mua chúng tại các tiệm tạp hóa, siêu thị, v.v. Đa phần nước khoáng đóng chai được khai thác từ suối hồ tự nhiên. Bằng công nghệ lọc và khử trùng, nước được làm sạch nhưng vẫn chứa nhiều vi khoáng sẵn có như canxi, natri, magie, v.v. Khi uống vào cơ thể, các khoáng chất trong nước sẽ giúp bạn bảo vệ làn da luôn đủ độ ẩm, căng mịn, bảo vệ hệ tim, giảm nguy cơ tiểu đường. Tuy nhiên, nước khoáng đóng chai nếu đựng trong chai lọ không tốt, nó có thể gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn nên lựa chọn hãng nước được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, người bị bệnh thận cần hạn chế dùng nước khoáng đóng chai nếu không muốn tình trạng sức khỏe tệ đi. 5. Trà xanh. Trà xanh là thức uống rất quen thuộc ở các nước Á Đông, cũng được xem là loại đồ uống healthy. Những người đam mê loại đồ uống này hẳn không còn xa lạ với nghệ thuật trà đạo ở Nhật Bản, thập đại danh trà Trung Hoa hay trà Tân Cương, Thái Nguyên. Sau hàng nghìn năm hình thành, đến nay, văn hóa uống trà vẫn được duy trì ở rất nhiều nơi. Khoa học đã chứng minh đây chính là một loại nước uống tốt cho sức khỏe, bởi vì thức uống này giúp cơ thể được thanh lọc độc tố trong cơ thể một cách hiệu quả. Trong đó có các IgCG giúp chống oxy hóa, mang lại làn da mịn màng, ít viêm nhiễm cho người dùng. Việc uống nước trà xanh mỗi ngày với liều lượng vừa đủ còn hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch. Một số thành phần trong lá trà có kích thích nhẹ đối với hệ thần kinh, vì vậy nó giúp bạn loại bỏ căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên, bạn không nên uống quá nhiều vì trà sẽ gây ra tình trạng mất ngủ. Uống trà đúng cách và đúng liều lượng giúp quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn, huyết áp ổn định. Một vài người còn sử dụng thức uống này như một liệu pháp hỗ trợ giảm cân. Bạn cần chọn loại trà sạch, pha vừa phải, không quá đậm hoặc quá nhạt. Thời gian thưởng thức trà có thể là sau khi thức giấc, giờ nghỉ giữa chiều. Bạn không nên sử dụng nước này khi đói vì nó dễ làm cồn ruột. Bạn cũng không nên uống trà trước khi ngủ vì nó có thể khiến bạn mất giấc. Đặc biệt, cần tránh uống trà với thuốc tây để hạn chế phản ứng phụ. 6. Nước mía. Khi nhắc đến những loại nước uống tốt cho sức khỏe, không thể không kể đến nước mía. Cũng giống như nước dừa, trong mỗi cốc nước mía tự nhiên có chứa nhiều nguyên liệu khoáng như natri, magie, sắt, v.v. Người ta thường lấy mía ép ra nước,
thêm đá vào để dùng giải khát khi trời nóng. Tác dụng của loại nước này mang đến bao gồm: cảm giác mát lạnh sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, bổ sung đường tự nhiên và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ bảo vệ gan thận và tăng cường khả năng xử lý thức ăn ở hệ tiêu hóa. Nước mía cũng được xem là thức uống giải rượu hiệu quả. Là nước uống tốt cho cơ thể, nhưng bạn không nên dùng quá nhiều nước mía. Những dưỡng chất trong đó có thể khiến bạn tăng cân hoặc béo phì nhanh chóng. Tốt nhất, mỗi tuần bạn chỉ nên dùng khoảng 2-3 cốc. Không cho thêm đường hoặc thả quá nhiều đá vào nước khi uống. Tốt nhất, nên ép mía tươi với một quả quất để gia tăng mùi vị. 7. Trà thảo dược. Khác với đa phần các thức uống nêu trên, loại này lấy nguyên liệu từ rễ hoặc lá, thân cây là chủ yếu. Trà thảo dược được làm khô và đóng túi dùng dần. Từ rất xa xưa, người dân khắp thế giới đã biết sử dụng nó để bổ sung nước uống tốt cho cơ thể. Ngày nay, khoa học chỉ ra rằng phần đa các loại trà thảo dược đều mang đến công dụng thanh nhiệt cho cơ thể vào ngày hè nóng bức, giải độc hiệu quả, cải thiện sắc tố da, giúp da dưỡng ẩm và trẻ hóa, bảo vệ gan thận, loại bỏ căng thẳng, stress. Người ta tạo ra nhiều loại trà thảo dược khác nhau, mỗi loại thích hợp dùng cho một mùa. Bạn có thể uống nóng, ấm hay lạnh, mix nhiều vị hoặc dùng một vị tùy mục đích. Lấy nguyên liệu từ tự nhiên nên trà này được cho là lành tính với hầu hết mọi người. Bạn chỉ cần làm sạch và pha uống theo hướng dẫn là có thể tạo ra cốc nước tốt cho sức khỏe. 8. Nước ép trái cây. Nước ép trái cây chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, vì thế nó được xem là nước tốt cho sức khỏe. Đây cũng chính là xu hướng đồ uống của giới trẻ hiện nay. Mỗi ly nước này giúp tăng khả năng chống lão hóa cho cơ thể một cách tự nhiên, bổ sung dưỡng chất tự nhiên thiết yếu, tốt cho các phản ứng bên trong tế bào. Người ta thường làm nước ép từ dưa hấu, xoài, cóc, ổi hay cà rốt, dứa, v.v. Bạn chỉ cần chọn trái cây phù hợp, làm sạch rồi loại bỏ vỏ hạt, cắt khúc và cho vào máy ép là có một ly nước chuẩn vị. Sau khi ép, bạn có thể để vào ngăn mát tủ lạnh hoặc thêm đá vào. Không nên thêm đường hóa học hoặc các chất phụ gia. Nước ép ngon và tốt nhất khi bạn dùng trong khoảng 30 phút đầu. Vì vậy, tránh để quá lâu ngoài môi trường, cốc nước có thể bị khuẩn hại xâm nhập và hỏng. Mặc dù rất tốt cho sức khỏe, nhưng các chuyên gia khuyên bạn không nên dùng quá nhiều vì dưỡng chất trong nước ép có thể gây tăng cân. 9. Sữa đậu nành tốt cho sức khỏe. Sản phẩm tiếp theo trong danh sách nước tốt cho sức khỏe là sữa đậu nành. Thức uống này không còn xa lạ với phái đẹp, nó chứa rất nhiều dưỡng chất tốt như bổ sung canxi, protein và vitamin cho hệ xương, mắt và da, giúp chị em tân trang vòng 1 săn chắc hơn, tăng cường dưỡng chất để bảo vệ sức khỏe toàn diện, dùng thay thế sữa bò để bổ sung protein trong trường hợp bị viêm da dị ứng. Phụ nữ sử dụng sữa đậu nành sẽ mang đến cho cơ thể một lượng isoflavone cần thiết. Nó đóng vai trò tương tự như estrogen. Vì vậy, nó không chỉ giúp chị em có vòng 1 săn chắc hơn mà còn tăng cường nội tiết tố, tăng sinh lý nữ, v.v. Mặc dù lành tính và an toàn, nhưng sữa đậu nành cũng có thể gây dị ứng trong trường hợp đặc biệt. Những ai bị suy tuyến giáp hoặc chị em đang cho con bú nên hạn chế dùng. 10. Nước ép rau xanh. Thức uống này tương tự như nước ép hoa quả nhưng có nguyên liệu chính là rau. Người ta dùng cần tây, cải xoăn, rau ngót, rau má, v.v. để làm ra. Ngày nay, nước ép từ rau đã là thức uống quen thuộc mà rất nhiều người ưa chuộng. Nó được cho là nước uống tốt cho sức khỏe vì có chứa các hợp chất thực vật và khoáng chất, vitamin. Nhiều người sử dụng nước ép rau để giảm triệu chứng viêm trên da và thấy rõ hiệu quả. Việc uống nước ép rau thường xuyên còn giúp hỗ trợ hệ tim mạch tốt hơn. Các chất chống oxy hóa trong cốc nước này góp phần làm chậm quá trình hình thành bệnh do tuổi tác. Để cốc nước giàu dinh dưỡng và có mùi vị hấp dẫn hơn, người ta còn kết hợp thêm với hoa quả. Nước ép rau thường pha chung với nước ép táo, kiwi hoặc chanh, dứa, v.v. Sử dụng nước ép rau là một cách hay để tận dụng dưỡng chất mà không phải nạp thêm quá nhiều chất xơ. Tuy nhiên, bạn không nên quá lạm dụng vì thức uống này không chứa tinh bột, không giúp bạn loại bỏ cơn đói. Ngoài ra, với người bị tiểu đường,
thức uống này có thể gây hại. Thưa quý vị, nước uống tốt cho sức khỏe, nhất là khi bạn biết dùng đúng cách, hãy xây dựng cho mình thói quen dùng nước sạch và tốt hàng ngày theo khung giờ, đồng thời tránh xa những thực phẩm có hại và thói quen sinh hoạt xấu để chúng ta luôn luôn có một cơ thể khỏe mạnh, quý vị và các bạn nhé. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.